Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hôm nay là một trong những ngày cuối cùng của năm 2023 và toàn bộ tổng công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home có một chuyến thiện nguyện về với xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hội người mù, những người khuyết tật. Và hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại trước cửa ủy ban của xã Thọ Ngọc rồi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng vào phía bên trong để khám phá nội dung của buổi thiện nguyện ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị. Các quý vị khách quý, các quý vị đại biểu, công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home, cán bộ công chức bán chuyên trách xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng toàn thể các ông bà là thân nhân các gia đình hộ nghèo, gia đình hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có đối tượng là người mù về dự hội nghị vào ngay hội trường để chúng ta tiến hành hội nghị. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thay mặt ban tổ chức cho phép tôi xin thông qua nội dung chương trình hội nghị. Về chương trình hội nghị, một là ổn định tổ chức thông qua nội dung chương trình hội nghị, hai là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, ba là khai mạc hội nghị, bốn là đại diện công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home phát biểu ý kiến và trao quà của công ty, năm là mặt trận tổ quốc xã phát biểu ý kiến và trao quà, 6 là đại diện lãnh đạo xã phát biểu ý kiến, 7 là bế mạc hội nghị. Kính thưa ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ban ngành, các phòng ban, công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home. Kính thưa các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Kính thưa các ông bà, cán bộ, công chức, bán chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Kính thưa các ông bà là thân nhân gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có đối tượng là người mù được mời về dự hội nghị hôm nay. Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Ngọc vừa tổng kết một năm thực hiện nghị quyết của Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 là một năm đạt được nhiều thành tích đáng mừng, đời sống kinh tế, văn hóa ngày càng phát triển, an ninh trật tự luôn được giữ vững, đang chủ động chăm sóc cây lúa, rau màu, đàn gia súc gia cầm và chuẩn bị vui xuân đón Tết Giáp Thìn. Hôm nay ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 26 tháng 12 năm Quý Mão, được sự thống nhất của Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng với công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home. Công ty đã bớt chút thời gian vàng ngọc và những ngày cuối năm Quý Mão cũng như thường kỳ hàng năm, những ngày lễ lớn khi Tết đến xuân về, công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home với tấm lòng cao cả, nghĩa cử cao đẹp bằng những xuất quà tình nghĩa về quê hương Thọ Ngọc để trao quà và chúc Tết với nhân dân và cán bộ xã nhà. Thay mặt ban tổ chức, cho phép tôi kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dự của ông Lê Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần kiến trúc Mark Home về dự hội nghị. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dự của ông Lê Duy Mạnh, Giám đốc thi công công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dự của ông Mai Văn Cường, Giám đốc công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home về dự hội nghị. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dự quần của các ban ngành, các phòng ban của công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mark Home. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dự của ông Lê Duy Đông, là bố của ông Lê Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần xây dựng Mark Home, đã bớt chút thời gian vàng ngọc vào những ngày cuối năm
về dự. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Về phía lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Chín, Phó Bí thư Trực Đảng, về dự và chỉ đạo hội nghị. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dự có ông Lê Hữu Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân xã, về dự và chỉ đạo hội nghị. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu về dự còn có các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức, bán chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn về dự hội nghị. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dự còn có các ông, các bà, các cụ, các mẹ là thân nhân của gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình là đối tượng người mù, đã bớt chút thời gian vàng ngọc về dự hội nghị. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa cho phép tôi kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, gia đình hạnh phúc, thành đạt, năm mới thắng lợi mới, năm mới đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Lê Hữu Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân xã lên khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa anh Lê Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc Mắc Hôm. Kính thưa anh Mạnh, anh Cường, các anh chị trong đại diện cho tập đoàn, đại diện cho công ty. Kính thưa bác Lê Duy Đông, là bố tân sinh của anh Tuấn, và kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa toàn thể bà con nhân dân. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Lê Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Mắc Hôm lên phát biểu ý kiến và trao quà, là những gói quà tình nghĩa, nghĩa cử cao đẹp dành cho nhân dân và cán bộ xã Thọ Ngọc. Xin trân trọng kính mời. Trước đây thì kính thưa anh Lê Hữu Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Ngọc, kính thưa các cô, các bác, chú dì và các anh em ở trong ban lãnh đạo công ty, Mắc Hôm thì cố gắng đồng hành cùng với lại bà con ở trong xã chúng ta. Đến năm tháng nào mà còn sức thì sẽ còn đồng hành cùng với mọi người. Thực sự năm nay là một năm kinh tế khó khăn, cũng ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp, ảnh hưởng nhiều đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Nhưng mà trên cái tinh thần là hướng về cội nguồn, hướng về nơi mình sinh ra, nên là anh em ban lãnh đạo công ty cũng bố trí thời gian theo đúng lịch trình, mỗi năm 2-3 lần về quê hương, có những phần quà tuy không lớn nhưng đấy là cái tấm lòng chân thành, phần quà để giúp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để chúng ta có một cái Tết ấm no. Nhân dịp ngày hôm nay thì rất cảm ơn ban lãnh đạo xã đã tạo điều kiện cho anh em ban lãnh đạo công ty, và cũng cảm ơn ở đây đến anh Mạnh và anh Cường đồng hành cùng với lại công ty chúng ta. Thì sau đây thì sẽ có những cái phần quà bao gồm tiền mặt và bao gồm quà Tết, cũng như bao gồm gạo để có thể tặng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết đến xuân về, xin cảm ơn và kính chúc mọi người chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng, và chúc mọi người có một sức khỏe bình an. Xin cảm ơn. Báo cáo với hội nghị, xin báo cáo hội nghị đến với phần trao quà của công ty. Thì trước mắt là ta trao quà cho hộ nghèo, thì báo cáo với hội nghị là tôi sẽ đọc cái danh sách
ai có ở trên trong cái hội nghị này thì mời các ông các bà các cụ các mẹ ta lên bục để nhận quà của công ty. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Bắc Ôn và lãnh đạo địa phương đã trao những xuất quà cho đối tượng hộ nghèo. Tiếp theo chương trình về trao quà cho các đối tượng hộ của đối tượng là người mù, xin trân trọng kính mời. Người mù. Gia đình bà Lê Thị Câu là một, là ở thôn 1. Hai là ông Lê Xuân Sơn. Ba là gia đình ông Trần Văn Huế của thôn 8. Xin trân trọng kính mời ba gia đình lên. Kính thưa các ông bà cha đại diện công ty cổ phần xây dựng Mắc Hôm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các đồng chí được mời về dự hội nghị và các hộ được mời về dự hội nghị hôm nay. Trước tiên thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin trân trọng cảm ơn quý công ty cổ phần xây dựng Mắc Hôm, đại diện là ông Lê Duy Tuấn là tổng giám đốc của công ty để đã về và chúc công ty ngày càng hồng phát và mở rộng địa bàn kinh doanh của công ty. Thưa hội nghị, trong những năm qua thì công ty cổ phần Mắc Hôm đã có rất nhiều cái chương trình quà tặng cũng như các chương trình tài trợ cho địa phương cũng như các thôn và các hộ ở trong địa bàn xã Thuận Học. Tôi rất là mong muốn rằng công ty bắt đầu từ năm nay thì chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa các cái chương trình từ thiện cũng như các cái quà và các sự quan tâm hơn nữa đối với địa phương nói chung và đối với các hộ nghèo rồi các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hôm nay. Cuối cùng thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin kính chúc quý công ty là ngày càng phát triển, chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới đón một cái Tết vui khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Xin thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ban công an xã lên nhận quà của công ty. Xin trân trọng kính mời.
Kính thưa anh Lê Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty. Kính thưa anh Mạnh, anh Cường, chị Huyền, đại diện cho công ty. Kính thưa toàn thể các đồng chí, thì sau một thời gian ngắn, chúng ta tổ chức buổi tọa đàm trao quà ăn Tết cùng đồng hành ăn Tết cùng người nghèo, người khó khăn của công ty và của địa phương. Thì đến giờ phút này là kế hoạch và công việc chúng ta đã đạt được kế hoạch đề ra. Một buổi lễ, buổi tọa đàm được tổ chức trong một không khí rất là ấm cúng, tràn đầy tình cảm, tình yêu thương và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cũng không biết nói điều gì hơn, nhân dịp một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn tình cảm của các anh các chị và gia đình các anh các chị trong công ty, và cũng xin được một lần nữa xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, một năm mới đấy toàn thể các anh các chị trong công ty và toàn thể hội nghị chúng ta một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và nhiều thắng lợi mới. Chúc cho địa phương xã Thọ Ngọc chúng ta ngày càng phát triển phồn vinh. Xin trân trọng và bế mạc buổi hôm nay.